Văn học cổ điển thường không có trong danh sách những cuốn đọc để giải trí. Văn chương kinh điển có xu hướng gợi lên những quan điểm từ xa xưa, những văn bản thời nay không còn tồn tại hoặc chỉ còn là những món đồ trưng bày trong các thư viện cũ kỹ không còn được nhiều người chú ý tới. Nếu bạn nói với ai đó rằng bạn đang đọc Moby Dick hay là Brave and New World hay là các đầu sách kinh điển khác, chắc hẳn là bạn sẽ được nghe họ nói than vãn về việc từng phải đọc chúng cho môn văn hồi còn đi học. Những cuốn sách này thì được đưa vào chương trình phổ thông một cách lãng phí vì học sinh thì làm gì có kinh nghiệm sống, và từ tuổi thiếu niên đến khi vào đại học, văn chương kinh điển đối với một học sinh sinh viên vẫn là một nguồn kiến thức chưa được khai thác. Việc đọc lúc này chủ yếu là mang tính chất giải trí, giết thời gian. Tuy nhiên, một vài cuốn tiểu thuyết kinh điển có thể là rất hài hước, kích thích tư duy và đưa ra những lời bình luận mà bạn không nghĩ là người đời thời đó có thể nghĩ ra được. Tức là trong khoảng thời gian từ hàng thập kỷ, thế kỷ hoặc là thậm chí hàng thiên niên kỷ trước đây. Hôm nay, Trạm Đọc sẽ cùng bạn tìm hiểu 10 cuốn tiểu thuyết kinh điển mà Trạm hy vọng sẽ giúp bạn bắt đầu cuộc hành trình khám phá linh hồn của văn chương. Cuốn đầu tiên là Những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn của Mark Twain. Ernest Hemingway từng nhận xét về Huckleberry Finn: tất cả mọi cuốn tiểu thuyết hiện đại của Mỹ ngày nay đều học tập từ Huckleberry Finn. Đó là cái nôi khai sinh ra văn học Mỹ, không có gì đáng được gọi là văn chương trước đó. Và sau này cũng không có ai viết được hay như thế. Cuốn sách thành công và nổi tiếng nhất này của Mark Twain đã đề cập đến nhiều vấn đề nhức nhối trong xã hội bấy giờ. Ông đã xoáy sâu vào tình trạng phân biệt chủng tộc, nội chiến kéo dài, tôn giáo và rất nhiều chủ đề khác nữa. Đây hẳn là một bức tranh toàn cảnh về nước Mỹ. Vì vậy, nếu nói Huckleberry Finn là biểu tượng của văn học Mỹ cũng không có gì là phóng đại. Cuốn sách viết về hành trình của một cậu bé mồ côi và một nô lệ da đen trốn thoát khỏi chủ nô ở miền Nam nước Mỹ. Twain đã đánh vào trọng tâm của rất nhiều vấn đề đạo đức. Với rất nhiều lời giới thiệu và mô tả có cánh, cùng với việc đã từng bị cấm xuất bản, Huckleberry Finn mang dáng dấp của một tác phẩm kinh điển khai sinh. Cuốn sách thứ hai là tác phẩm kinh điển Đồi gió hú của Emily Bronte. Được xuất bản một năm sau khi nữ nhà văn qua đời, Wuthering Heights sau đó đã trở thành biểu tượng của thể loại lãng mạn tình yêu bị cấm đoán. Nối tiếp và phát triển phong cách lãng mạn tình ái từ Lord Byron, Nam Tước Bóng Tối, Bronte đã theo dệt nên một tác phẩm kinh điển gạo cội trong dòng văn học Gothic. Tình yêu đau khổ và day dứt giữa Heathcliff và Catherine Earnshaw đã trở thành hình mẫu cho nhiều tác phẩm tuyệt vời khác sau này. Tác phẩm được viết vào thời Victoria, vì vậy phong cách và nhân vật cũng khắc họa sắc nét đặc trưng của thời kỳ này. Tuy nhiên, câu chuyện tình yêu mà Bronte kể lại vẫn là một trong những chuyện tình gây ám ảnh nhất cho đến tận ngày nay. Cuốn thứ ba, Moby Dick của Herman Melville. Được viết dưới ngòi bút dí dỏm, Moby Dick là một chiêm nghiệm quý báu về cuộc sống con người. Với truyền thuyết về săn bắt cá voi trong thế kỷ 19 và bối cảnh lịch sử cũng như văn hóa thời bấy giờ, đây được coi như một cuốn sử thi vô song của Herman Melville. Tác phẩm dày đặc những ẩn dụ và so sánh với cuộc sống của con người. Moby Dick không chỉ là một cuốn sách để đọc mà còn mang lại một trải nghiệm tuyệt vời. Đừng để bất kỳ lời nhận xét nào về sự tẻ nhạt của các chương về săn cá voi làm chun chất bạn. Trong các chương tưởng như không bao giờ kết thúc về săn cá voi, đâu đó vẫn ẩn giấu những chiêm nghiệm, quan sát cuộc đời dưới góc nhìn triết học và cả sự hài hước vượt thời gian. Một tựa sách kinh điển khác bạn nên tìm đọc, Jane Eyre của Charlotte Bronte. Gia đình Bronte quả là có trai văn học. Jane Eyre là một bước đột phá đáng kinh ngạc cho văn học Anh vào thời điểm đó. Ngay từ những trang đầu cuốn sách, người đọc đã lập tức được biết đến rất nhiều chuyện cá nhân trong đời tư nhân vật. Nhiều nhà phê bình văn học cho rằng đó là tiền thân của thể loại tiểu thuyết khiến chúng ta phải sống cùng với nhân vật trong tác phẩm qua những đoạn độc thoại nội tâm và quá trình tiến triển của nhận thức. Jane Eyre có tất cả các đặc điểm của một cuốn tiểu thuyết tiêu biểu thời kỳ Victoria, với chuyện tình cảm lãng mạn của Jane và Rochester được kể qua phong cách Gothic đầy mê hoặc. Bước chân vào thế giới tiểu thuyết, không thể không đọc Kiêu hãnh và định kiến của Jane Austen. Pride and Prejudice xoay quanh một gia đình với 5 cô con gái chưa lấy chồng và gia sản thì được di chúc để lại cho con trai một người họ hàng xa. Và khi quý ông Darcy giàu có xuất hiện, một câu chuyện tình kỳ diệu bắt đầu. Có một sự thật được mọi người thừa nhận rằng một người đàn ông độc thân với một gia tài khá giả thì phải có một người vợ. Tuy nhiên, ít ai biết xét đến quan điểm của một người đàn ông như vậy khi mới chuyển đến sống ở một thành phố mới, mà sự thật này lại trở thành mặc định trong suy nghĩ của các gia đình xung quanh rằng anh ta được coi là tài sản khả thi của con gái họ. Dù có hay không diễn xuất tài tình của Colin Firth hay sự xuất sắc của nhiều tác phẩm truyền thể khác của cuốn sách, thì Pride and Prejudice vẫn là một kiệt tác trong văn học. Frankenstein của Mary Shelley là cuốn sách tiếp theo Trạm khuyên bạn nên đọc. Chỉ mới 18 tuổi khi viết cuốn sách này, Mary Shelley là một trong những hình tượng văn học vào thời của bà. Có tin đồn rằng bà viết cuốn sách này vì một vụ cá cược với các nhà văn kinh điển xuất sắc khác. Hẳn là bà đã thắng cược.
Cuốn sách với sự kết hợp giữa phong cách trinh thám Gothic và thông điệp cảnh báo về sức mạnh vô biên khó lường của khoa học, Frankenstein đã mang lại một âm hưởng mới cho văn học thể loại ly kỳ trinh thám và dẫn đường cho nhiều tác phẩm sau này, được viết dựa trên các tài liệu tham khảo trong Kinh Thánh Golem của người Do Thái thế kỷ 16. Shelley đã cho thấy tài năng của bà trong việc viết lách cũng như kiến thức sâu rộng về lịch sử và khoa học. Là ngoại lệ trong danh sách kinh điển này, The Odyssey xứng đáng được đề cập đến một cách đặc biệt, được nhiều người coi là cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mọi thời đại. Cuốn sách nguồn gốc Hy Lạp này đã vượt qua thử thách hàng ngàn năm. Đó là câu chuyện sử thi tinh túy, tất cả các tác phẩm tuyệt vời đều phải kính nể sự đồ sộ của tác phẩm này. Bản dịch của Latulas đã mang cuốn sách này đến với khán giả thế giới đương đại. Được kể lại hoặc viết ra dưới dạng một bài thơ dài, The Odyssey đến nay vẫn là một tác phẩm tuyệt vời và ly kỳ đáng tìm đọc. Giết con chim nhại của Harper Lee, cuốn sách đình đám gây nhiều tranh cãi nhất cũng rất xứng đáng để bạn tìm đọc. Một cuốn tiểu thuyết khó quên, khá dễ đọc đối với nhiều người mới đọc sách kinh điển. Tuy nhiên, đây không phải là một cuốn sách nhẹ nhàng. To Kill a Mockingbird đề cập đến một số chủ đề nặng nề như phân biệt chủng tộc, hãm hiếp và các vấn đề đạo đức khác. Cuốn tiểu thuyết đầu tay này của Harper Lee là một cuốn sách bán chạy nhất và đã giành giải Pulitzer danh giá năm 1961 sau khi được xuất bản vào năm 1960. Do đó, tác phẩm được chuyển thể thành một bộ phim kinh điển ly kỳ và hấp dẫn không kém vài năm sau đó. Một điều hiếm thấy khi chuyển thể một tác phẩm văn học kinh điển. Don Quixote của Miguel de Cervantes Saavedra là cuốn sách tiếp theo bạn có thể tham khảo. Qua cuốn sách về những mộng tưởng kỳ ảo và giả tưởng này, tác giả người Tây Ban Nha đã kể một câu chuyện khá hiện đại thông qua Don Quixote. Sự thật và ảo tưởng được pha trộn đến hoàn hảo. Don Quixote đã có ảnh hưởng to lớn đến nhiều nhà văn trong những năm sau đó. William Faulkner từng nói rằng ông đọc lại tác phẩm kinh điển này mỗi năm một lần, thậm chí còn nhấn mạnh rằng ông sẽ đọc nó như người ta đọc Kinh Thánh. Ở vị trí cuối cùng là 1984 của George Orwell, là một trong những tác phẩm quan trọng nhất của thế kỷ 20. 1984 đã bổ sung thêm nhiều từ ngữ vào từ điển ngôn ngữ cho nhân loại. Big Brother, Double Speak và khẩu hiệu khét tiếng War is Peace, chiến tranh là hòa bình. Kiệt tác của George Orwell càng trở nên ám ảnh hơn khi chúng ta tiến dần tới tương lai, châm biếm chính trị chưa bao giờ trở nên hiện hữu như ngày nay. Khi nhân vật chính Winston Smith đánh mất mình trong cơn ác mộng quan liêu của Ixoc, chúng ta bắt đầu thấy sự kinh hoàng và coi thường tột bậc được phơi bày. Tuy nhiên, nhìn xung quanh thế giới của chúng ta ngày nay, khi các chế độ chuyên chế đang nắm quyền và xử sự như thể họ là các hệ thống tư bản xã hội và vị thế chính trị của tiếng Anh đang dần suy thoái, các tuyên đoán tương lai trong 1984 bắt đầu giảm bớt độ chính xác mà người ta vẫn nghĩ. Mong rằng danh sách tham khảo vừa rồi sẽ giúp bạn bắt đầu bước vào thế giới tuyệt vời của văn chương cổ điển. Bạn ấn tượng nhất với các tác phẩm nào? Hãy chia sẻ comment ở bên dưới nhé. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Đừng quên nhấn like, share và subscribe cho channel của Trạm Đọc. Xin chào và hẹn gặp lại.